Xin chào tất cả mọi người đang xem kênh YouTube của Jamie Ploy. Từ tuần này trở đi thì mình sẽ làm mỗi tuần 2 video về học tiếng Thái. Mình sẽ đăng tối thứ 6 và tối thứ 7 hàng tuần. Nếu các bạn quan tâm đến học tiếng Thái thì đừng quên đăng ký kênh của Jamie Ploy. Còn nếu như các bạn có những thắc mắc nào thì cũng đừng quên bình luận ở dưới những video học tiếng Thái của mình và mình sẽ trả lời tất cả các bạn. Ở video lần này thì mình sẽ cùng các bạn tìm hiểu về từ bày và từ mà. Mình tin chắc là tất cả các bạn học tiếng Thái cũng đều đã biết đọc hai từ này rồi. Từ này ma đọc là ma, còn từ này pai đọc là bay, ma bay. Từ ma có nghĩa là đến hoặc về, từ bay có nghĩa là đi. Hai từ này được sử dụng gần như nhau. Có thể nói là ma Việt Nam, cũng có thể nói là bay Việt Nam. Ma mường Thái, bay mường Thái. Ma đu nắng, bay đu nắng. Ma tà lạt, bay tà lạt. Tà lọt ma, tà lọt bay. Tuy nhiên thì cách dùng của nó sẽ như thế nào? Ví dụ như từ ma thì mình sẽ sử dụng như sau. Là nói đến cái địa điểm mình đang ở đó. Ví dụ như mình đang ở rạp chiếu phim thì mình sẽ nói là ma đu nắng. Đang ở chợ thì mình sẽ nói là ma tà lạt. Hay là đang ở Việt Nam thì mình sẽ nói là ma Việt Nam. Từ tà lọt ma có nghĩa là trong thời gian vừa qua. Còn từ bay sẽ được sử dụng hoàn toàn khác. Từ bay nói đến địa điểm mà mình không ở đó. Ví dụ như mình đang ở nhà và muốn đi xem phim thì mình sẽ nói là bay đu nắng. Từ nhà đi chợ thì mình sẽ nói là bay tà lạt. Hay là từ Việt Nam mình đi Thái sẽ nói là bay mường Thái. Hay là từ Thái về Việt Nam thì mình sẽ nói là bay prathet Việt Nam. Hay là từ tà lọt bay có nghĩa là mãi mãi. Ngoài tìm hiểu về cách sử dụng của hai từ mà và từ bài này thì các bạn cũng có thể nhớ thêm những từ mới. Ví dụ như là đu nắng, đu có nghĩa là xem, còn nắng có nghĩa là phim. Đu nắng có nghĩa là xem phim. Hay là tà lạt có nghĩa là chợ. Tà lạt, chợ. Việt Nam có nghĩa là Việt Nam. Thái có nghĩa là Thái Lan. Prathet là quốc gia hay là nước. Mường có nghĩa là tỉnh, thành phố hay là nói đến một quốc gia nào đó. Ví dụ như là mường Thái, mường Việt Nam. Tuy nhiên thì từ mường được dùng trong văn nói nhiều hơn. Còn từ prathet mình có thể nói đến trong các văn bản hành chính. Ngoài ra còn có từ tà lọt mà có nghĩa là trong khoảng thời gian vừa qua. Khọc huynh thi xuê lửa tà lọt mà nè khá. Tà lọt bay mãi mãi. Chẳng giờ đu lè thơ tà lọt bay. Các bạn thấy video lần này thế nào? Có đơn giản và dễ hiểu hay không? Nếu như các bạn thích video như thế này thì đừng quên thích video này nhé. Còn nếu như các bạn quan tâm đến tiếng Thái thì đừng quên đăng ký kênh YouTube của Jamie Ploy để cập nhật thêm những video tiếng Thái, văn hóa Thái Lan hay là phim Thái. Và còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip tiếp theo. Sawasdee ka. Bye bye.